Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội chuyển rét đậm, chỉ duy trì ở mức 10-12 độ C. Ngồi trong nhà mặc quần áo ấm vẫn cảm thấy rét. Thế nhưng vẫn không khó để bắt gặp những nàng thơ, vẫn thi nhau chụp ảnh áo dài tại những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Trước khi mình đến đây thì mình cũng đã xác định là thời tiết cũng sẽ khá là lạnh ấy. Nên là mình cũng sẽ vẫn đến đây sớm để mình có thể chụp được một bộ áo dài đẹp cho Tết năm nay. Thời tiết hôm nay thì theo như mình thấy thì may là nó không mưa. Gió hôm nay khá là to, rất là to với lại hơi buốt ạ. Hôm nay là cuối tuần thì mình cũng tranh thủ, lạnh thì cũng không thể nào mà làm giảm tinh thần dân chơi được. Lúc đầu thì mình cũng hơi suy nghĩ, nhưng mà sau đấy thì mình đã quyết định là sẽ vẫn đi chụp ảnh. Tại vì cũng gần đến Tết rồi, công việc cũng khá là bận, thời gian sắp xếp cũng không được nhiều ấy. Nhưng mà để mà có một bức hình đẹp để đời thì mình vẫn chấp nhận là sẽ chịu rét một chút. Đã là mặc áo dài thì mình chỉ nên mặc một lớp của áo dài thôi ạ. Nếu mà mình mặc thêm những chiếc áo ở trong thì nó sẽ bị cộm, với cả nó mất đi cái tà áo để nó bay ạ. Nó không đúng kiểu mặc áo dài ạ. Thì mình chỉ mặc một lớp áo dài thôi là đẹp rồi ạ. Mặc dù rất là lạnh, em với bạn rất là lạnh, nhưng mà vẫn muốn có bức ảnh đẹp để Tết ạ. Có thể thấy những cô gái rất hết mình, sẵn sàng mặc những chiếc áo dài mỏng tang trong tiết trời Hà Nội lạnh sâu để chạy đua với Tết. Mong sẽ có cho mình một bộ ảnh thật đẹp đăng mạng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới này.